CDK Deal là trang web chuyên bán code bản quyền của rất là nhiều phần mềm làm việc Office, văn phòng, Windows cũng như là game với cái giá rất là rẻ và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn áp mã giảm giá PCG30. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập vào trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Windows 10, chọn một phần mua và đó áp cái mã giảm giá là PCG30. Các bạn sẽ được giảm giá 35% trên giá gốc. Mức giảm giá này sẽ áp dụng hết tháng 11. Và có rất là nhiều hình thức thanh toán, các bạn có thể thanh toán qua PayPal này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code ở trong cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code này, paste vào cái Windows 10 kích hoạt là các bạn sẽ có Windows 10 bản quyền như thế này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay mình mới múc được một em mini PC các bạn nha, với giá 6 củ các bạn ạ, 6 củ à, có coi 7 đời 10 luôn các bạn nhé. Cái này thì nó chủ yếu sinh ra để dành cho cái hệ điều hành Chrome ấy, của Google ấy, chứ không phải là dành cho Win đâu. Tuy nhiên thì con này đã được mod để chạy Win rồi các bạn nhé. Nó có một cái thân hình rất là nhỏ gọn này các bạn này. Đấy, bằng đúng 2 đốt ngón tay. Cái này nó còn nhỏ hơn cả mấy con LUC của mình ấy. Mấy con LUC trước mình review cho các bạn thì nó dày hơn, một chút đến đây. Tuy nhiên thì nó lại ngắn hơn, con này thì lại dài hơn các bạn nhé. Nhưng mà cổng kết nối của nó thì nhiều luôn các bạn này. Đấy, có LAN này, USB 3.0 có 3 cái này, tai C luôn này các bạn này. Đấy, HDMI thì 2 này. Chân này là chân cắm sạc này. Mặt này thì không có gì các bạn nhé. Mặt trước này, 2 USB nữa nhé. Có cả thẻ nhớ này, jack loa này. Đấy, mặt bên này không có gì. Thiết kế của này thì khá là kín các bạn ạ. Đấy, kín đặc luôn cả cái mắt nặt. Cả cái lắp trên này của nó cũng kín các bạn nhé, chỉ có cái đường thoát ở phía dưới này thôi. Đấy, theo như cái thiết kế của con này thì có mình cảm giác nó sẽ nóng hơn so với con Intel ấy các bạn. Đấy, cái con Intel LUC thì người ta tận dụng tối đa những cái phần xung quanh của con vỏ để có thể tỏa nhiệt được, nhưng riêng con này thì lại có một chút xíu ở dưới này thôi. Đấy, nhưng mà vì nó chạy hệ điều hành của Google Chrome này đấy, nên chắc nó cũng thể nhẹ nhàng hơn nên là nó mới không có tỏa nhiệt như vậy. Còn là con này thì đã mốt sang để chạy hệ điều hành của Intel rồi, Windows ấy, để nát cho mình test thử xem nó có nóng hay không. Nói chung là về phần hình thức thì nó không có quá gì nổi trội đâu các bạn. Thiết kế thì cũng tương đối là tối giản luôn các bạn nhé. Tối giản luôn. Đấy, và cũng không có gì là quá ấn tượng đâu. Đấy. Đây là mặt bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó như nào nhá. Ok các bạn này, đây là bên trong em nó các bạn nhé. Thiết kế thì cũng không khác biệt gì so với con LUC đâu, chỉ có cái phần vỏ nó, cái vỉ mạch nó to hơn thôi. Chúng ta có hai khe RAM này, hai khe RAM. Con này thì khác là chạy 2x8 các bạn nhé, 2x8 này. Đấy, cũng có cả wifi này, cũng có chân để cắm ổ là và mê này. Con này khác biệt hơn là không có chân để cắm cái cổng SATA thường các bạn nhá. Con LUC có cắm cổng SATA thường nhưng con này không có này. Đấy, dàn cái cổng USB chúng ta ở đây với cả các cái jack kết nối này. Để mình tháo, tìm cách tháo thêm xem là xem nó như nào nhá. Ok, đây các bạn nhá. Con này tháo khá là dễ luôn các bạn ạ. Ây da, con chip của chúng ta nằm ở dưới cái cục tản này này. Con chip này cũng là chip dán thôi các bạn nhá. Đây à. Đấy, đây. Đấy. Tản thì nó cũng thiết kế giống hệt của con LUC thôi các bạn ạ. Đúng là con này nó chỉ được cái vỉ nó to hơn thôi. Chứ còn về cơ bản thì nó cấu tạo giống hệt con LUC, không khác gì nào luôn các bạn. Chỉ có thêm các cái cổng kết nối nó khác nhau thôi. Chứ còn về cấu tạo cơ bản là giống hệt nhau. Và nó sinh ra này để chạy hệ điều hành riêng của Google. Đấy, chúng ta muốn chạy Win thì chúng ta phải mốt các bạn nhá. Mốt nó mới chạy Win được. Đấy, như con này thì đã mốt rồi. Nó sẽ chạy được Win. Nói chung là nó một cái vỉ liền thôi. Và thiết kế con này, các bạn nhìn này. Ở đây nó còn thêm một cái nút. Đây là công tắc bật máy này. Đấy, và anten nó chính là cái vỏ máy này luôn. Chung là cấu tạo thì khá là đơn sơ. Đấy, tuy nhiên thì dùng i7 thì đời 10 thì không biết là nó có mạnh mẽ không. Trước chúng ta đã test con i3 đời 11 chạy rất là mạnh mẽ. Chạy được cả PUBG PC, PUBG Mobile. Không biết con này chạy như nào thì bây giờ mình sẽ lắp vào. Chúng ta test thử xem sao nhá. Ok các bạn nha, đây mình đã cắm con mini PC của chúng ta ra đây này. Đấy, con này đã được mốt sang hệ điều hành Win rồi, không phải còn Chrome OS nữa các bạn nhé. Để chúng ta khai thác nó vào nhiều việc hơn so với hệ điều hành Chrome OS. Cấu hình của em ra đây các bạn này, i7-10510U. Đấy, chung là 1.8 các bạn nhé, 4x8 luồng này. Main là của Google này các bạn này. Đấy, RAM là 16GB đang chạy đua này, bớt là 2400.
Graphics là Intel HD các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ test thử xem sao. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đến với LOL trên em i7 đời 10. Các bạn có thể quan sát thấy là chúng ta có mức FPS khá là khiêm tốn, nếu không muốn nói là cực kỳ ít. Mặc dù mình để setting cũng bình thường thôi. Full HD là trung bình này. Các bạn biết nguyên nhân vì sao? Các bạn có thể nhìn cái phần xung của CPU nó tụt xuống còn có 400 Hz thôi. GPU chạy rất là nhẹ nhàng, chỉ hai mấy thôi, không thể chạy được max công suất các bạn nhé. Lý do là vì con này nó quá là nóng ấy, nó không tỏa nhiệt được các bạn ạ. Đấy, khi mà mình để úp xuống như này thì cái phần nhiệt lượng nó phải hết xuống dưới này, nó hắt lên, thế là làm cho con này nó nóng, nên mình phải nghiêng nó như này rồi mà nó vẫn chưa mát các bạn ạ. Đấy, cái này đúng như dự đoán ban đầu, bởi vì nó kín quá, nó không thoát được nhiệt. Vì cái này nó sản xuất ra để dành riêng cho hệ điều hành Chrome OS, nó không phải để dành cho Windows, có thể là nó sẽ khai thác khác, đó là nhiệt độ nó mát hơn. Đấy, tuy nhiên thì như này là chúng ta sẽ khó có thể biết được cái hiệu năng cụ thể của cái con này nó như này, bởi vì bây giờ nó đang chạy là dưới hiệu năng thực tế của nó này. Chạy rất là chậm luôn các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ để nó nghỉ máy đi, mình sẽ cho nó nghỉ một lúc nó thoát hết ra, nó mát đi, rồi chúng ta sẽ test thêm một cái game khác nữa để xem khi nó mát nó sẽ như nào các bạn nhé. Như này là chưa phản ứng đúng rồi, bởi vì hôm trước mình test con i3 đời 10 ấy, hiệu năng nó rất là khác chứ không phải như thế này. Mặc dù CPU nó cùng một thế hệ ấy, nhưng mà con này thì đang tụt khá là nhiều luôn nhé. Các bạn chờ một lát cho nó mát đi. Tình hình nó có vẻ như không khả quan các bạn ạ. Mình đã để một lúc cho nó nguội hơn rồi, nó vẫn ấm, nó vẫn ấm ấm chứ nó chưa mát lạnh. Rồi nó nguội hơn rồi nó vẫn ấm ấm ấy. Nhưng mà khởi động Valorant quá là lâu luôn các bạn ạ. Không thể vào được trận luôn các bạn nhé. Mặc dù nó vẫn là con i7 đời thứ 10 ngang với con LOC. Đấy. Tuy nhiên này, đến bây giờ xung nó vẫn chỉ là 400 này. Đấy. Cái này cũng có thể là do cái bản mode nó chạy trên này nó không tương thích. Cũng có thể do nóng, bởi vì như mà hiện tại như bây giờ nó chỉ ấm ấm như này thì nó chưa nóng đến cái mức độ là có thể khiến tụt xung được này. Đấy, nhưng mà xung nó vẫn cứ thấp các bạn ạ. Chỉ có 400 thôi. Chạy không ok tí nào các bạn. So với con LUC thì con này không thể là bằng được. Đấy. Cái này là mình mới chỉ test đơn giản này thôi, chưa làm có gì quá phức tạp cả. Nếu mà con này mà anh em mà chót mà mua rồi thì tốt nhất là nên để cái hệ điều hành Chrome OS của nó, hoặc nếu như cài xong Win như này thì anh em xác định luôn là phải độ chế như nào cho nó tản nhiệt nó tốt hơn, độ nhiệt nó tốt hơn, và những cái bản Win cài vào nó là phải bản ok hơn thì nó mới chạy nổi các bạn ạ. Đấy, chứ như cái con này thì mình thấy cái hiệu năng như này là không ok một chút nào cả, so với LOC là thua hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và giá thành thì con này đắt nhé, không hề rẻ một tí nào cả. Nói chung là nó cũng ngang ngửa với LOC, nhiều khi còn đắt hơn, nhưng mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Tuy nhiên thì hiệu năng đem lại thì lại không bằng. Nói chung là sẽ trang trí cho nó đẹp, chạy Chrome OS thì chắc là ổn hơn. Hôm nào mình sẽ test bằng cái hệ điều hành Chrome OS để xem là nó sẽ chạy có khác biệt gì so với cái này không các bạn nhé. Chứ như này là không ổn tí nào cả. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.